Kính thưa quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể khán giả có mặt ngày hôm nay, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đắc Tăng đóng trên địa bàn thôn Phi Say, xã Đắc Tăng, huyện Cấp Long, tỉnh Kon Tum. Trường có tổng số 18 cán bộ công chức viên chức. Tổng số học sinh toàn trường là 100 em, trong đó có 98 học sinh là con em dân tộc thiểu số người Sơ Đăng. Trong lễ hội truyền thống người Sơ Đăng, lễ hội ăn mừng nhà rông mới được thực hiện trong phạm vi cộng đồng, cả làng. Đây là dịp để toàn thể dân làng thực hiện lời hứa và trả ơn thần linh về những giúp đỡ của các thần linh đối với cộng đồng sau khi làng làm xong nhà rông mà bà con trong làng không bị tai nạn, dịch bệnh, đau ốm, và cầu xin các thần tiếp tục giúp đỡ để cả cộng đồng được mạnh khỏe, nhất là trong thời gian xây dựng nhà rông. Xin cho dân làng bình yên và có những mùa vụ tốt tươi. Trong nghi thức làm lễ khánh thành nhà rông, dân làng thường dùng một con trâu và từ 5 tới 6 kề rượu chính. Mỗi hộ gia đình chọn một mình một kề rượu riêng đem lên cùng chung vui. Đây cũng là lễ hội hoành tráng nhất. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể khán giả đến với chủ đề tái hiện lại lễ ăn mừng nhà rông mới của chúng em. Xin phép được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
phần thi rất đặc sắc vừa rồi của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đắc Tăng. Và xin quý vị chúng ta hãy dành tặng cho các em một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn.